Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người trồng đào ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã sẵn sàng các cây đào đẹp nhất để cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán, các chủ vườn trồng đào ở thôn Ngọc Đà đang hối hả thay áo mới, đưa đào lên chậu để phục vụ nhu cầu đặt hàng từ các tỉnh. Đánh giá về chất lượng cây hoa đào năm nay, anh Phùng Viết Hưng, một trong những chủ vườn có diện tích trồng đào lớn ở Ngọc Đà cho biết, năm nay mắt đào to hơn so với mọi năm, bông đều, tuy nhiên giá cả sẽ không cao hơn mọi năm. Giá bán so với mọi năm thì như nhau bởi vì kinh tế nó cũng khó khăn. Ai cũng chơi được ý, thì cứ bình bình từ 1 triệu đến 100 triệu. Cây hoa đào được để mầm ở Ngọc Đà từ gần 30 năm nay. Vào những năm cao điểm, diện tích trồng hoa đào của làng Ngọc Đà lên tới 30 hectare. Những năm gần đây do phải nhường đất cho phát triển công nghiệp, diện tích cây hoa đào của làng vẫn đạt trên 10 hectare. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán này, làng Ngọc Đà sẽ có khoảng 30.000 cành và cây đào cảnh cung ứng cho người tiêu dùng. Nét mới ở làng hoa Ngọc Đà hiện nay là chủng loại đào cảnh rất phong phú. Nét mới là tôi chuẩn bị cho 4 năm để tôi ra một cái CG đào Lưỡng Long Chầu Nguyệt. Năm nay là năm rồng, tôi ra có 100 cây, hiện tại bây giờ không đủ vàng. Cứ gần Tết là em cũng có đi một vài điểm nhưng mà đa phần là mua ở đây. Vì là cái mẫu đào đây thì em thấy là đẹp hơn một số khu khác. Mà cái giá nó cũng hợp lý. Giá trị mà cây đào mang lại nó cao gấp nhiều lần so với lại trồng lúa và các loại cây khác. Bình quân thì mỗi năm thì một hộ trồng đào thu nhập từ 70 triệu cho đến 120 triệu trên một sào. Thời điểm này tại nhiều vườn đào ở Ngọc Đà có nhiều khách tới lựa chọn đặt thuê hoặc mua đào. Mấy năm gần đây xu hướng thuê đào trên Tết sẽ tiết kiệm được tài chính, được khách hàng lựa chọn nhiều hơn. Cây hoa đào đang thực sự khiến diện mạo quê hương Ngọc Đà thay ra đổi thịt từng ngày. Từ khi mà cây đào về thôn Ngọc Đà thì chúng tôi cũng xác định đây là cái cây xóa đói giảm nghèo. Chính từ cái cây này mà đời sống của nhân dân trong thôn nâng lên rõ rệt. Hiện nay thì đối với trong thôn thì không còn hộ nghèo.